Xin chào tất cả anh em, xin chúc mừng anh em đến với kênh YouTube của công ty cổ phần Đức Anh Thị chúng tôi. Trước mắt hôm nay tôi cùng với ekip trong công ty sẽ giới thiệu với anh em một cái dòng sản phẩm vừa rất là mới. Đó là dòng sản phẩm được nhà máy Trường Gia Đông Phong lắp ráp tại Việt Nam mình. Đó là với tải trọng là 8 tấn 2 cầu dầu. Những cái dòng như 8 tấn 2 cầu dầu này thì các anh em bác tải thường thường ở những cái mạn miền Tây Bắc này, hoặc là những cái anh em nó để sinh ra để chèo rèo lội suối, hoặc là những vào những nơi mà chúng ta mà không thể tưởng tượng được như anh em ở đồng bằng, ví dụ như vào cái miền trong, thì ví dụ như cái xe này anh em chúng tôi chuẩn bị xuất về Quảng Nam, thì những cái bác tài chở như mặt hàng như là keo này, gỗ này, các bác có để trồng lên đến cao đến 2,5 mét đó, thì cùng anh em đi qua xem là cái dòng này nó ok hay không, anh em thử tham khảo thêm. Trước hết thì những cái dòng sản phẩm này họ sản xuất thì tùy từng, rất là kén chọn những mặt khách hàng, nên là cái phần ga năng trước mặt anh em đây thì nhà máy đã thiết kế riêng với những cái đèn, đã thiết kế với đèn projector giúp anh em chạy vào buổi tối rất là sáng, vì trong đường rừng thì nó rất là tối, nên là nhà máy đã sản xuất những cái anh em nhìn thấy đây, bóng trên và đèn dưới, đèn phủ sự chống sương mù đây thì rất là sáng, đèn projector luôn. Đó là về phần mặt cabin. Mặt cabin thì với Trường Gia Đông Phong thì cái mặt cabin màu xanh bộ đội này nó là cái đặc trưng, cái màu đặc trưng của nhà máy Trường Gia Đông Phong. Nếu anh em mà chạy nhiều về cái mặt hàng xe tải thì cũng ít khi là thấy anh em mình nhìn thấy cái màu cabin màu xanh bộ đội lắm. Đây là Phú cũng nhìn thấy thường thường anh em chạy xe ben thôi. Hôm nay đó là dòng xe tải với tải trọng 8 tấn 2 cầu dầu. Đó. Sau phần cabin thì anh em thử xem đến cái phần lốp. Lốp nhà máy thiết kế với lắp ráp với cái xe 8 tấn 2 cầu này thì lắp phần lốp 11.000 anh em hay gọi là 1.100 với la răng đường kính là 20. Đó là lốp 11. Lốp thì Trường Gia Đông Phong hay lắp với cái lốp mà IT ký hiệu như thế này. Vì từ trước đây Trường Giang đã kết hợp với các hãng lốp là như thế này rồi, từ xe ben, xe thùng. Đó là về phần lốp. Về phần thùng thì Phú cùng với lại anh em trong công ty, các anh em bán xe trong công ty vừa trao đổi với những cái vùng như Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh và Quảng Nam miền trong. Chính vì những cái nơi mà tùy từng vùng, tùy từng tỉnh, tùy từng cái nơi nhà mình chạy cho những chủ hàng, thì thùng nhà máy thiết kế với thùng có xe 8 tấn 2 cầu này, thiết kế với thùng chiều dài là 6,51 mét, tùy từng vùng anh em nhé. Thế là nhà máy đã thiết kế như thế để cho hợp với từng vùng, tùy từng nơi. Chiều dài của thùng là 6,51 mét, chiều ngang thùng thì nhà máy thiết kế với chiều ngang, chiều rộng hai bên là 2,35 mét. Điểm cao từ mép mặt thùng lên đến điểm cao nhất thì nó rơi vào 2,15 mét. Đó là về phần lòng thùng của xe. Những anh em mà mua xe thì anh ơi, trong cái tờ giấy bảo vệ môi trường hoặc tờ giấy phiếu hồng ấy, nó không có cái chiều cao từ vệt bánh xe lên đến điểm mặt của thùng. Anh hoặc là các bạn chia sẻ cho anh em là xem là cái điểm này nó cao như thế nào để anh em có tiện khuôn lên trên thùng đó. Thì anh em vừa đo thì nó cao từ mép về bánh xe lên đến mép dưới cùng của mấy cái mặt thùng, nó được cao khoảng 1,4 mét anh em nhé. Vì nó phụ thuộc vào cái lốp mà, lốp 11 nên là mặt thùng này nó từ mép lên nó cao khoảng 1,4 mét. Đó là về phần những cái giải đáp cho anh em những cái thắc mắc là những cái anh em những cái video trước không tư vấn cụ thể cho anh em, thì video này Phú cùng với anh em thì giải đáp những cái thắc mắc đấy cho anh em tham khảo nó kỹ hơn. Đó, đây là về phần cầu đi, cầu và bạn quay viên cứ quay cái phần cầu. Cầu này được nhà máy thiết kế với cầu dầu nhá, để cho anh em chạy cho nó ok. Đấy, cầu trước cầu sau cũng phải
ra các bác tài mà chạy những cái phần như cái xe này thì không anh em tư vấn bán hàng cũng không ấy đâu, cũng không một dám mối gì qua mắt thợ đâu, cũng chỉ muốn biết là quay cho các bác tham khảo thôi. Chứ trăm hay không bằng tay quen mà, các bác chạy đã những bác tài chạy đến 10 năm, 20 năm thì Phú cùng anh em có dám không dám nói nhiều về những cái phần kỹ thuật hoặc anh em đi thực tế nó vẫn hơn. Cũng một vài các bác cũng bảo là quan trọng ấy là phần cầu này, phần thùng vào với phần sassi thì anh em quay thì kỹ hơn cái phần đấy một chút. Thì hôm nay anh em sẽ đáp ứng cái nhu cầu của các bác muốn hỏi. Đó, bác quay phim quay cho tôi cái phần sassi nữa nhá, sassi của thùng ấy. Đó, sassi dày bọc hai lớp, nhà máy đã làm hai lớp với độ dày của nó lên đến 3 mm. À, theo tôi đoán là khách quan là 30 chập vào nó khoảng 6, không phải 6 gì đấy. Rồi, đó, thì cái phần cái phần vừa rồi tôi vừa qua nói về cái phần lòng thùng và cái phần cái tác dụng của cái chiều dài của nó để phù hợp với công việc của anh em. Thì cái anh em cũng hỏi là phần anh em quay là xem là cái chất liệu của cái thùng đấy nhà máy đã đóng như thế nào. Thì đây giải đáp với anh em, đó là nhà máy đã thiết kế với chất liệu bằng tôn inox. Theo tôi Phú được biết thì nó dày bằng 0,1 đấy, 0,1 thì đấy, khoảng như thế. Nó làm bằng inox nhá. Thì để cho anh em theo dõi kỹ hơn thì nhà máy đã gập những cái sóng này cho nó khỏe. Để tí nữa Phú sẽ lổ máy để cho anh em xem là xe này có như thế nào. Rồi, với động cơ xe 8 tấn 2 cầu này thì vì nó sinh ra chỉ để treo đèo lội suối mà, treo đèo lội suối động cơ của nó nhà máy đã ghi vào đây, nó tính lên đến 165 mã lực đây. Rồi, anh em hay gọi là 165 sức ngựa đấy. Đấy, máy 165 đó. Rồi, bây giờ lại cùng với anh em thử xem qua cái phần nội thất bên trong xem là xe này như thế nào. Thì trước anh em nhìn thấy như bây giờ đây thì anh em có thể nhìn thấy luôn, đó là nhà máy đã thiết kế vì cái xe này chạy vào những cung đường mà nó rất là sóc, mà là những rất là xấu, nhà máy đã thiết kế với ghế hơi sẵn rồi. Nhìn anh em nhìn đây, nó có cái ghế hơi đây. Rồi, Phú cùng anh em nên trải nghiệm xem cả cabin của xe này có những cái anh em mình tham khảo thêm. Thì vừa lên thì cũng vừa giới thiệu với anh em ở bên dưới thì xe này ngồi với lại ghế hơi rất là đã luôn. Đó, hay là ở đây. Và điều hòa thì nhà máy đã trang bị sẵn theo xe cho anh em rồi. Thì theo anh em được biết thì nhà máy cũng báo là điều hòa này cũng dùng với hai chiều ấy, mùa đông mùa hè đều ok dùng được. Cái mà Phú chưa ưng ý về cái xe này lắm vì cái ghế này nó vẫn là bọc lì thôi. Nhưng mà với cái chiều lòng khách hàng thì công ty đã sẽ khuyến mại cho anh em trước khi giao xe là bọc ghế da cho anh em nhé. Đằng sau xe này là đã đây là cabin đôi mà, thì đằng sau xe nó có cái ghế giường nằm rồi đấy, để phục vụ cho anh em những cái lúc anh em nghỉ ngơi. Xe này với số 2 số tầng nhá, có cả số phụ nữa đấy, để phục vụ cho anh em trèo đèo lội suối, đúng với cái tinh thần của nó là trèo đèo lội suối băng rừng y như thế luôn. Đó là về phần cabin trong nó chỉ có thế thôi. Phần vô lăng thì bốn chấu đây, còi hơi thì đang bốn chấu ok. Đó, những cái gì mà nó tương đối là nó cơ bản thì Phú cùng anh em đã vừa cùng chia sẻ rồi, thế thôi nhỉ. Đi xuống dưới xem là rồi. Vừa rồi Phú cùng với lại anh em trong công ty vừa đi qua một cái dòng, đó là dòng tải trọng 8 tấn 2 cầu dầu được nhà máy Trường Giang Đông Phong lắp ráp ở Việt Nam mình. Anh em mà cảm thấy nó phù hợp với công việc, phù hợp với lại cái nhu cầu của công việc thì cần tư vấn gì thêm hoặc cần hỏi những cái gì thì Phú cùng anh em trong công ty sẽ giải đáp cho anh em. Rất mong anh em ủng hộ và chia sẻ video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.